Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh LG Vlog. Hôm nay là một ngày đẹp trời đầu tháng 5. Thời điểm này, cây bồ công anh mọc ở khắp mọi nơi. Mọi người cùng LG ra vườn thu hoạch nào! Mùa này thì bồ công anh mọc nhiều lắm. Với người Mỹ thì họ không có thích cái hoa vàng như vậy. Mọi người thấy đang là thảm cỏ xanh mà có hoa vàng thì họ không có thích, cho nên họ đào lên và họ vắt đi ha. Còn người Việt Nam mình thì mình có một số người biết ha, thì mình đào lên rồi mình làm trà uống, nó có rất là nhiều công dụng tốt luôn. Thì bồ công anh nó có trên 30 công dụng để chữa bệnh, thậm chí cả bệnh ung thư nữa. Nhưng mà chỉ đối với loại bồ công anh như mọi người xem nè, bồ công anh mà hay mọc ở trên vườn ở bên Mỹ á, còn ở Việt Nam là ở các vùng phía Bắc á mọi người. Đó là đó, mọi người thấy đây là cây bồ công anh giống bồ công anh lùn nha. Chỉ có loại này thì đã chứng minh được là nó chữa bệnh được nha. Còn có hai loại kia thì chưa có ai chứng minh được. Đó, thì cái loại bồ công anh này rất là tốt luôn. Thì LT có tổng hợp lại là 10 cái công dụng nổi bật nhất của cây bồ công anh lùn này. Hôm nay ngày đẹp trời, LT ra đằng trước sân đào một số bồ công anh. Quý vị, nếu như nhà mình không có thì mình có thể ra công viên hoặc là những cái bãi đất trống mà người ta cho phép đào á mọi người, thì mình đào về ha. Còn như sân nhà LT quá trời luôn, sân nhà hàng xóm cũng quá trời luôn á mọi người. Đó, thì 10 công dụng nổi bật nhất của cây bồ công anh á, đầu tiên phải kể đến là nó bảo vệ xương nha mọi người. Thì canxi có trong cấu trúc xương và răng, như mọi người biết đó. Thì cây bồ công anh có thể cung cấp 10% giá trị canxi hàng ngày. Uống chè hay là ăn lá bồ công anh có thể giúp bạn tránh sâu răng, co thắt cơ, huyết áp cao và tránh thiếu canxi nha mọi người. Không, nó như cây cỏ dại ấy, nó mọc đây. Đây nè, mà cũng làm xấu vườn nè, mọi người thấy không? Xuống đây nữa. Hả? Thấy không? Đây, nay LT đi đi đào mấy cây ở trong sân nhà thôi. Đó, đang ấy đó. Đang ở trên mặt trời. Đó. Vừa đi vô mai tiếp. Đó, bực chưa? Thấy chưa mọi người? Đó. Nhiều lắm luôn. Đó, những cái hoa vàng vàng là nó đó mọi người. Có những cái bụi cây nó chưa ra hoa, nhưng mà có những cái hoa là chắc chắn nó. Đây, chiếu gần. Thấy chưa? Đó. Nhiều lắm, nhiều lắm. Công dụng thứ hai phải kể đến đó là dầu vitamin K. Vitamin K là loại vitamin hòa tan chất béo cần thiết, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương và tim. Điều ngạc nhiên là bồ công anh cung cấp khoảng 500%, tức là gấp 5 lần giá trị vitamin K hàng ngày cho cơ thể. Do đó, bồ công anh hoàn toàn là phương thức hữu hiệu giúp ngăn ngừa việc thiếu vitamin K. Ngoài ra, vitamin K là nguồn cung cấp khoáng cho xương và chống đông máu. Bên cạnh đó, vitamin K còn giúp cải thiện sức khỏe xương và giảm nguy cơ gãy xương, đặc biệt tốt cho phụ nữ hậu mãn kinh và bị loãng xương. Một nghiên cứu được tiến hành với hơn 7.000 người tham gia vào năm 2014 cho thấy vitamin K giúp hạn chế đáng kể nguy cơ ung thư và tử vong do tim mạch. Công dụng thứ ba là thanh lọc gan. Gan là bộ phận quan trọng trong cơ thể người. Vitamin và chất dinh dưỡng có trong bồ công anh lại giúp lọc gan và giúp gan hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, bồ công anh giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt do khả năng duy trì lượng mật phù hợp. Bồ công anh giúp cung cấp vitamin C, giảm sưng, hấp thụ chất khoáng tốt hơn và ngăn ngừa phát triển các loại bệnh. Thứ tư là trị bệnh tiểu đường. Chè bồ công anh giúp bệnh nhân tiểu đường kích thích quá trình sản sinh insulin trong tủy
và giữ lượng đường trong máu ở mức thấp. Để chống lại bệnh tiểu đường, bạn có thể dùng trà bồ công anh để loại bỏ lượng đường dư thừa trong cơ thể. Thứ năm là chống nhiễm trùng da. Da nhiễm trùng do vết thương hay vết cắt có thể gây ra nhiều biến chứng quan trọng. Do đó, chúng ta cần chống nhiễm trùng da bằng các phương pháp khử trùng. Bồ công anh là một phương pháp hiệu quả. Phân sáp lỏng xuất hiện khi bạn chạm vào thân của cây bồ công anh, giúp sát trùng, trừ sâu và diệt nấm, vi khuẩn trên làn da. Ngoài ra, bạn có thể dùng sáp bồ công anh để giảm ngứa hay kích thích do chàm, vẩy nến và nhiễm trùng da. Công dụng thứ 6. Một trong những lợi ích quan trọng khác của bồ công anh đó là chứa nhiều chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các loại tổn thương tế bào, đặc biệt là các tổn thương do oxy hóa gây ra. Cơ thể sử dụng chất chống oxy hóa để đánh bại sự phá hủy gốc tự do, gây nhiều nguy hiểm cho mô, cơ thể và liên kết với ung thư cũng như lão hóa nhanh. Thực tế, một nghiên cứu tiến hành vào năm 2011 của Đại học Windsor, Canada cho thấy rễ bồ công anh giúp tiêu diệt các loại ung thư khác nhau do khả năng chống lại sự phá hủy gốc tự do. Thứ bảy là bồ công anh cung cấp nhiều chất xơ giúp hệ tiêu hóa và sức khỏe ruột khỏe mạnh. Chống táo bón. Ngoài ra, chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm nguy cơ béo phì, đau tim, tiểu đường, các loại ung thư, phòng ngừa bệnh tim, hội chứng ruột kích thích và sỏi thận. Tiếp theo là dồi dào nguồn vitamin E. Vitamin E đóng vai trò quan trọng giúp đôi mắt được duy trì khỏe mạnh, chức năng thần kinh và sức khỏe da. Một ly trà bồ công anh chứa 100% giá trị vitamin E hàng ngày. Vì vậy, bạn có thể ngừa lão hóa nhanh, viêm đường hô hấp hay cải thiện mắt bằng một ly trà bồ công anh mỗi ngày. Thứ 9 là có tác dụng lợi tiểu. Rễ cây bồ công anh giúp lợi tiểu tự nhiên, thúc đẩy quá trình thải độc của gan. Ngoài ra, loại thực vật này còn giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, duy trì lượng đường trong máu ổn định, giảm ợ nóng và các vấn đề tiêu hóa khác. Đối với các bệnh nhân có nguy cơ ung thư bàng quang, sử dụng bồ công anh thường xuyên giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh vì tác dụng lợi tiểu của bồ công anh. Lượng nước tiểu được bài tiết ra tăng sẽ giúp loại bỏ chất độc hại bên trong cơ thể và không tích tụ ở bàng quang, từ đó giảm nguy cơ ung thư. Và tác dụng thứ 10 đó là ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Trà bồ công anh giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu cũng như các chứng rối loạn bàng quang, các vấn đề ở thận và nang ở cơ quan sinh sản. Chi tiết hơn về công dụng mình để ở bên dưới phần mô tả nhé. Đây là thành quả ngày hôm nay của hai vợ chồng LT. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ tận dụng cây thuốc quý này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.